Ngày 15 tháng 5, cộng đồng mạng xã hội Facebook xúc động trước dòng trạng thái chia sẻ của một nữ bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Hà Nội. Thời điểm bệnh viện đang tạm thời bị cách ly y tế, chị và các đồng nghiệp vẫn đang ngày đêm chiến đấu để giữ lại mạng sống cho các bệnh nhân COVID-19. Chị kể lại câu chuyện cặp vợ chồng phải gửi lại hai con nhỏ nhờ bà ngoại trông để đi chống dịch. Bà ngoại không may qua đời, nhưng họ cũng không thể về chịu tăng mẹ. VTC News đăng tải lại những dòng chia sẻ đầy xúc động của nữ bác sĩ. Thứ bảy, ngày thứ 10 cách ly. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một bác sĩ vừa khóc vừa khám cho bệnh nhân chưa? Tôi của ngày hôm nay đấy. Sáng nhận được tin mẹ của một đồng nghiệp, một người em tại bệnh viện vừa qua đời đêm qua. Hiện hai vợ chồng bạn ấy đều đang chống dịch tại bệnh viện, không về lo đám tang cho bà được. Nghĩ đến hai đứa trẻ được bố mẹ gửi bà ngoại trông để đi chống dịch, Giờ bố mẹ vẫn chưa về, bà thì không còn nữa, các cháu sẽ bơ vơ thế nào? Lòng chữ nặng, đang học giao ban bệnh viện, nhận được tin một điều dưỡng bị một bệnh nhân COVID-19 lao vào phòng hành chính khoa to tiếng rồi bóp cổ vì bệnh nhân yêu cầu bạn ấy cung cấp số điện thoại của giám đốc bệnh viện và bạn ấy đang cố giải thích là không có và chờ bạn ấy gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo khoa. Nghĩ đến một nữ điều dưỡng chắc cao tầm 1m50, nặng khoảng 4 mấy cân đó, bị bệnh nhân bóp cổ, mà nước mắt không kìm lại được, cứ tuôn rơi. Lúc đó lại nhận được tin có bệnh nhân COVID-19 có diễn biến, cần thăm khám luôn, vừa khóc vừa mặc quần áo phòng hộ, chạy ra buồng bệnh khám bệnh nhân. Xử lý xong bệnh nhân, quay lại thấy các điều dưỡng lầm lũi để xe cơm đi phát cơm cho các bệnh nhân, cho cả người vừa bóc cổ đồng nghiệp của mình. Làm sao để vững vàng bước tiếp đây? Làm sao để trả lời được câu hỏi vì sao mình chọn công việc này? Gần một tháng qua, từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát, lực lượng y tế trên khắp đất nước gác lại trách nhiệm với gia đình, người thân, hy sinh hạnh phúc riêng để bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch. Nhiều cán bộ y tế thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng tâm dịch. Họ cùng tổ công tác gõ cửa từng nhà, ra từng đối tượng để truy vết các trường hợp F1, F2. Có những nữ cán bộ y tế kiệt sức, ngất xỉu trong lúc làm việc sau cả ngày phải mặc bộ đồ bảo hộ kín mít giữa trời nắng nóng gần 40 độ C. Những hình ảnh thương trào nước mắt đó khiến tất thảy đều nghẹn ngào, cảm phục và biết ơn.